Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thì Thi. Chúc cho quý vị và các bạn luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một bản tin nóng mới trong ngày. Dù mẹ cùng đi tuần răng mặt, 3 tuần sau cô gái sốc nặng khi xem điện thoại của chồng. Được mẹ ruột cho tiền làm đám cưới nhưng mà cô gái trẻ không thể ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô lại phát hiện ra bí mật giữa mẹ và chồng mình. Tháng 8 năm 2004, cô Lauenwer, năm nay 34 tuổi, sống tại thị trấn Wickenham, gần London, nước Anh, đã vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi bước vào lễ đường cùng với anh Paul White, hiện 35 tuổi. Lauer đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay là kết hôn với người mình yêu. Cô thậm chí còn sung sướng hơn khi được mẹ ruột là bà Julia tài trợ toàn bộ kinh phí tổ chức đám cưới tổng cộng 15.000 bảng Anh, là khoảng hơn 450 triệu đồng Việt Nam. Cặp đôi Lauer và Paul đã có với nhau một cô con gái kháu khỉnh, tuy nhiên là họ chỉ ở bên nhau được một thời gian rất ngắn thì chia tay. Lý do là anh Paul đã có người mới, và kẻ thứ ba không ai khác lại chính là bà Julia, mẹ của cô Lauer. Mọi chuyện bắt đầu từ khi mà cặp đôi này đi tuần trăng mật tại hạt Devon, nước Anh. Họ đã cùng rủ bà Julia đi cùng bởi vì nghĩ rằng đó là một lời cảm ơn vì bà đã tài trợ tiền đám cưới cho hai vợ chồng. Bà Julia đã vui vẻ nhận lời. Thế nhưng mà chỉ có 3 tuần sau khi đi du lịch về thì cô Lauren đã cảm thấy chồng mình đã có những thay đổi giống như thể là một trở thành một người khác. Theo lời kể của cô thì anh Paul bắt đầu cắm mặt vào điện thoại cả ngày, không quan tâm đến vợ con và thường tỏ ra bí ẩn, đôi khi đi ra ngoài cả đêm cũng không về. Không lâu sau, chị gái của Lauren đã vô tình phát hiện ra tin nhắn ngọt ngào giữa anh Paul và bà Julia, mẹ vợ của anh ta, khi cô mượn điện thoại của mẹ. Quá là sốc và tức giận, Lauren đã lập tức gọi cho mẹ để chất vấn, tuy nhiên bà Julia đã phủ nhận mọi chuyện. Anh Paul thì nhất quyết không cho vợ xem điện thoại vì sợ lộ những tin nhắn tình cảm với mẹ vợ. Mãi vài ngày sau đó, họ mới chịu nhận sự thật, và Lauren đã vô cùng đau khổ. Cô đã bị hai người thân yêu nhất, tin tưởng nhất lừa dối. Anh ta đã nói sẽ bên tôi mãi mãi nhưng mà bây giờ là ngoại tình với chính mẹ của tôi. Tôi cảm thấy như thể thế giới của mình đã kết thúc. Khi ấy tôi giống như một đứa trẻ 19 tuổi đang phải nuôi một đứa trẻ khác, cô Lauren chia sẻ. Khi mà mọi thứ trở nên kinh khủng hơn với Lauren, khi mà vài tháng sau cô phát hiện ra chồng cũ của mình chuyển hẳn đến sống cùng với mẹ. Sau đó thì bà Julian đã nhanh chóng có thai. Khi tôi nhìn thấy bà ấy đi trên đường với cái bụng phình to, tâm lý tôi như phát điên. Bà ấy ôm bụng và nói với tôi đó chỉ là một cái u nang. Tôi cảm thấy thật sự xui sụp. Tôi về nhà thật nhanh rồi phá hủy hết tất cả những bức ảnh cưới trước đây của tôi. Tôi không thể tin nổi rằng hai người tôi yêu thương và tin tưởng nhất trên đời lại phản bội tôi như vậy. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà một người mẹ có thể làm được với một người con gái, Lauren nói. Lauren đã phải mất một thời gian rất dài để có thể vượt ra được cú sốc tinh thần này. Nỗi đau thì vẫn mãi không ngôn ngôi. Năm 2006, vì suy nghĩ cho con gái mình, cô Lauren đã gạt bỏ hết mọi thứ để có thể tới tham dự đám cưới của bà Julian và anh Paul. Lauren không thể tin nổi người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình, giờ đây lại kết hôn với chính mẹ của mình ngay tại lễ đường năm xưa. Cô Lauren cho biết sau chuyện đó thì anh Paul chưa một lần xin lỗi cô. Trong khi đó thì bà Julia đã thường xuyên tiếp cận con gái để xin được tha thứ, tuy nhiên thì Lauren không thể nào đối mặt với sự thật cho nên đã từ chối gặp mẹ. Cho đến nay đã hơn 15 năm trôi qua, mối quan hệ giữa cô và mẹ đã tốt hơn nhưng mọi thứ vẫn còn khó khăn, họ vẫn phải ngượng ngùng và không thể nào thoải mái khi gặp nhau. Thi thoảng thì cô vẫn nói chuyện xã giao với anh Bao bởi vì dù sao thì hiện tại thì mối quan hệ của họ đã là bố dượng con gái. Lauren cũng yêu cầu anh Paul phải giải thích mọi chuyện với con gái mình nhưng anh ta luôn lờ đi. Sau tất cả, Lauren giờ đã tìm được hạnh phúc riêng. Cô kết hôn với một người đàn ông mới và chuẩn bị đón đứa con thứ tư. Không giống như Paul, người chồng mới vô cùng yêu thương và đã giúp đỡ cô hàn gắn nỗi đau trong quá khứ.